rời Đà Nẵng và đi ngang qua Ngũ Hành Sơn để đến với phố cổ Hội An, một trong những điểm đến không thể bỏ qua khi đến với miền Trung. Tại Hội An, không gian yên bình của phố cổ cùng với kiến trúc cổ kính và hương vị ẩm thực đặc trưng đã làm say lòng bao du khách. Tại đây, chúng tôi đã thưởng thức cơm gà Nga nổi tiếng Hội An, một món ăn không thể bỏ lỡ khi đến với thành phố này. Ngoài ra, ẩm thực đường phố cũng là một điểm sáng với quán chè Bảo Anh cạnh nghỉ hè đông khách thập phương, nơi bạn có thể thưởng thức những món chè truyền thống và ngon miệng, bánh xoài nghỉ hè của kênh Tử Nga. Đừng quên ghé qua quán bánh mì Phượng để thưởng thức một ổ bánh mì thơm ngon đặc trưng mà dân Tây thích lắm. Tiếp theo, chúng tôi đã tản bộ tham quan chùa Cầu hiện đang trùng tu và trải nghiệm bánh mì Hôn Dây, một trong những món ăn phổ biến của Hội An. Không thể không nhắc đến kem cuộn Thái Lan tại các góc bán hàng đường phố cạnh chợ đêm Hội An, mang lại cảm giác mát lạnh và ngọt ngào vào những ngày hè nắng.